Em định chờ cái phiên bản mới của mình sẽ có, mà nó chỉ về Ấn Độ, nó chưa về rồi. Nó chưa về Việt Nam, nó về Ấn Độ rồi. Ơi, sau khi mình đã nghỉ ngơi rồi, mình sẽ di chuyển tiếp tục trên quốc lộ 55 để mình tiến lên thành phố Đà Lạt. Dạ, đánh lái nha. Dạ, mình sẽ tới. À, cảnh đẹp, cung đường đẹp, người lái cũng bỏ đi. Đang mất hồn, đang tập chân. Đó, lụa chưa? Đó, bớt bớt đi, đừng hù em mà. Lụa chưa? Nãy giờ chờ hơi lâu rồi. Ok mọi người, nhớ cẩn thận khúc này nha. Cái khúc này là các bạn sẽ di chuyển đi, nó sẽ trên Google Maps nó sẽ chỉ các bạn đi đường tắt, giống như đợt trước nó chỉ tôi đi. Tôi đi xong nó chất quớt luôn. Ha, à, đó, cầm ná thủ luôn ha không? À, hỏi Kalinshot. Đây, anh em hỏi Kalinshot. Đó, bắn bằng ngón tay nữa. Rồi đi tiếp. Biết thì mà tưởng cái này ở ngoài Bắc chứ. Có thầy cũng cho hỏi mà thầy bắn bằng ngón tay. Có dây với thầy. Ừ, có dây chứ. Ok mọi người nha, một chút xíu nữa cái nào cần cảnh báo mình sẽ cảnh báo cái đoạn đường đó nha các bạn ha. Đường đẹp không các bạn? Sạch sẽ, đường sạch sẽ, rộng rãi, mát mẻ, nhà dân. Mình có cây cây mía có bông. Mía bông. Ồ, cái mía có bông đẹp. Giờ mới thấy á. Thường thường cái mía người ta đến đó trồng người ta cắt rồi. Mà mía này lên bông đẹp luôn. Các bạn thấy bên phía bên phải nãy màu bông màu tím tím á ha. Con chó băng ngoài đường. Ồ, chó nhìn đẹp quá. Có bộ lông đẹp quá. Chó nó là viên về. Nè gầu kìa không? Đó, cung đường đẹp cho các bạn vượt phượt. À, vượt phủ này nọ thấy không? Mấy đi trải nghiệm du lịch đó. Đèo núi cảnh đẹp, đặc biệt con đường này là nhà dân nhiều, các bạn đi thoải mái ha. Nó khác biệt với hẳn luôn bên cái bên 28 và 28B lâu rồi mới có nhà dân, đặc biệt con đường này rất đẹp. Cư học sinh đi qua cho nó an toàn nhất.
kim. Ủa trường học trên núi ta? Trường học trên đồi. Không có này sẽ giúp mình. Tốt nữa đi. Cua công nữa ha. Dạ. Bây giờ nhìn cho khỉ. Đợi đi thôi á. Đó mấy bạn đi phượt nữa ha. Dạ. Xe cái máy đi được trên đường lùi này rất nhiều các bạn. Đường đẹp tháng. Các bạn thấy quốc lộ 55 không? À, tỉnh Lâm Đồng, kính chào quý khách. À, cái khúc này nghe nói tỉnh Lâm Đồng là tôi nói cái khúc này nó hơi bị xấu lại. Rồi em đi đi. Nó ngầu lắm. À, một bên á là bên của Bình Thuận, đường lại đẹp. Một bên vừa đúng qua cái bản rồi cái đường nó xấu, bà cố chạy luôn. Biết sao heo ông này làm ăn sống nhằn, tôi đi ghét còn xe tôi hư là mòn bánh rồi tôi đỡ thừa, phải làm đường sạch sẽ đẹp đẽ cho người ta biết. Giống như cái chợ Đà Lạt vô không vậy, cách du lịch tập trung về một điểm đó rất nhiều, là trong chợ dòng xiến, trong cái dòng cái tượng đó, mà cái nham nhở nước mưa động cái hoặc là nước chản ra đạp đi, mình đi phải bước qua bước lại. Tôi chửi quá trời luôn, sao đợt này tôi lên thấy này cán lại lắm o. Nhưng mà sếp mới lên làm có khác, sếp cũ chán quá. Em bám lên giữa đi. Cỏ người ta còn xài á. Các bạn mỗi bên nó vừa mới qua cái bảng là tôi thấy tôi sợ rồi. Tôi phải tôi mừng. Cái đường nó xấu lại. Mưa luôn, tập thêm bài mưa nữa. Dứt. Nói sao á? Ghê có ghê cái tao biết. Đó, có khúc đẹp là có khúc xấu ha. Khúc này nó ổn ổn chút xíu. Nói chung là cũng tạm ổn thôi. Ừ. Nãy có khúc á thì nó hơi xấu nó, nhưng mà vẫn đi mượt mà đúng không? Ngon lành. Dốc mình khá nhanh. Đây, cổ nguyên hộ này né hết. Rồi các bạn chú ý nha. À, khi trên đi trên quốc lộ này, quốc lộ 55 này thì các bạn nó sẽ hướng dẫn cho bạn một cái lối là quẹo phải ha. Các bạn tuyệt đối đừng đi vô nha. Tôi nói trước nha, cảnh báo mọi người tuyệt đối không đi vô phía bên tay phải nha. Tại cái đợt đó tôi đi rồi nó đường quá xấu luôn nha. À, các bạn cứ đi thẳng luôn trên bên cánh bên trái nha. À, bạn nào mà đi theo lối bên phải là coi chừng tiêu nha. Chậm thôi cán cái vạch đó thôi. Ừ. Các bạn lưu ý về vấn đề đây nha. Đó, bạn nào mà đi mà theo cánh bên phải là coi chừng tiêu nha. Đây chỗ này ha. À, mình cứ đi thẳng lên đây chỗ này. Bạn nào mà đi cái lối này là coi chừng tiêu nha. Đợt trước mình có làm cái clip rồi nha. Thấy cái đường đó, thấy nó đẹp đúng không? Đẹp khúc đầu rồi, khúc sau trời không có lối ra luôn. Các bạn vẫn đi trên cái nhánh bên trái các bạn. Khi các bạn mở lên Google Maps nó sẽ hiển thị đây cái nhánh. Đó, bên đây nó chỉ qua bên phải. Chậm lại thôi, khu dân cư. Nó đang đổi dốc á. Các bạn cứ gắng đi, cố gắng đi giùm mình đi bên cái nhánh bên trái, cũng là quốc lộ 55, tuyệt đối không chuyển vô trong để mà đi đường tắt, để cái đại bạn đi ra quốc lộ 20 nha. Tôi đi một lần rồi tôi ói cơm luôn á. À, nên các bạn cẩn thận nha. Các bạn biết rồi, đi mà giống như đường suối cái này không có nghĩa lý gì luôn á. Gà thẳng lại chút xíu. Cái này là còn nhỏ nhẹ hơn là cái đường bên kia.
À, tôi nói rồi, cái khúc mà cái bên Bảo Lộc là đường cực kỳ xấu. Cái đường mà bên Bình Thuận cực kỳ là đẹp. À. Ừ, đi thẳng luôn. Cứ đi con đường chính luôn, đừng bao giờ đi con đường phụ. À, các bạn nào quen thì khác, còn khi tháng mưa đó, đi con đường phụ nó xói mòn các bạn, cực kỳ nguy hiểm luôn. À. Rồi các bạn cứ đi đều đều xong mình ra quốc lộ 20, các bạn quẹo phải vậy thôi, là các bạn ra Bảo Lộc các bạn quẹo phải là các bạn đi lên lên Đà Lạt. Còn ở đây nếu mà bạn trái quẹo trái đó, là các bạn sẽ chạy đến đâu là đến chuẩn bị đèo Bảo Lộc. Tuyến đường này là tuyến đường né đèo Bảo Lộc. Nếu mà trường hợp có sự cố đèo nó bị hư hỏng hoặc là bị sạt lở giống như đợt trước thì mọi người nên tránh con đường này để các bạn đi. Và đường này nếu mà trường hợp tôi đi á, các bạn nào lái cứng thì không nói, tôi vẫn chọn quốc lộ 20 tôi đi. Tại sao? Tôi vượt được. Đó, tôi chạy là tôi vượt thì ok, các bạn sẽ đi nhanh. Còn khi các bạn nào mà yếu, các bạn vượt không được thì giảm lại cho xe đó. Đúng rồi, ưu tiên cho xe đó cho dù nó không hú kèn ha. Rồi em ngó bên trái đá đèn nó một cái, rồi nhớ cái cặp giò của ông kia. Đó, giờ học viên tôi giờ lụa lắm rồi, bây giờ tôi bẻ lái là bẻ đâu lại đâu, ba lạng qua ba lạng lại thấy ghê luôn, thấy không? Nói chung là học với mình là lúc nào vậy hơi bạo lực chút xíu nha bạn, thông cảm. Không biết ra đường có bị ép không, tôi bị ép không, nhiều khi học viên ra đường nó ép tôi nữa. Ngon lành cành đào, thấy không, đường xá rộng rãi. Trời ơi, anh dừng đây lách qua liền, thấy không, đường ổng mà ổng ở đây ổng đi nhiều ổng tốt phải không? Cái đó là mình phải giảm tốc độ, mình nghiêng qua trước nha, còn thôi là lỗi xong cái ổng để bay vô trong luôn. Xử lý thử thấy ghê không, thấy bạn nó lách ghê lại không, để nó éo éo luôn đấy không, ghê không, giữ nó vô giỡn. Nó thầy hỗ trợ chứ. Tôi hết buồn ngủ rồi, đừng có cán lên cái cục đó nữa. Đạp gắn. Cái này là lên cục đó cán rồi, đỡ buồn ngủ bạn. Hồi xưa tôi đó thì tôi đi á, tôi kiếm cái cục này tôi cán nè. Tôi đi mà tôi buồn ngủ á, tôi chở khách đi á, tôi đè lên cục đó bò chút xíu tôi tỉnh luôn à. Nó dằn đến ốc o luôn. Ok mọi người, thấy không? Nói chung là đường cũng là ổn nha. Nó hơi xấu nhưng mà vẫn ổn bình thường. Rồi ok, thấy cái biển báo rồi, thấy mừng rồi, thấy không, ngộ lắm, học viên tôi ngộ lắm, thấy biển báo này làm như là giống như là lụm được vàng hay sao á, là cho dứt. Ok bạn, đấy là khúc đường đẹp rồi, nhưng mà khi đẹp rồi cái là biển báo là trong khu dân cư ha. Nói chung này nó có một đoạn xấu thôi, nhưng mà đoạn đường này ổn. Khi mình đi mình thấy là cực kỳ ổn nha các bạn. Cực kỳ ổn. Đối với đoạn đường quốc lộ 55 này cực kỳ ổn cho đối các bạn mà đi lên Đà Lạt. Cái khúc mà bên từ ngay chỗ mà cao tốc mà các bạn đi 55 á, các bạn quẹo phải á, các bạn lên đi vô đó là các bạn đi La Ghi á, thấy không? Cũng ổn luôn nha các bạn ha. Ổn hơn những cái tuyến đường 28 và 28B luôn. Thì trải nghiệm mà, thấy không? Có nhiều cách để các bạn trải nghiệm để các bạn đi. Đó, tuyến đường đẹp cho các bạn nha. Chút xíu bạn chạy thẳng ra cuối đường là các bạn ra quốc lộ 20, các bạn quẹo phải nha, để các bạn đi tiến về thành phố Đà Lạt, thành phố mộng mơ. Này là quá đẹp rồi, không phải chơi, nó chỉ có một khúc đoạn mà mới nhập vô cái địa phận của bên
của bên Bảo Lộc thôi. Bảo Lộc, Bảo Lâm đó. Đây là thuộc lại Bảo Lâm rồi, đến đây là Bảo Lâm rồi các bạn. Xíu mình ra đến đó mình đổi tài ha em trai, sao lên chạy lên tới thẳng Đà Lạt luôn. Bạn này đang okay, đang sung ba khía, bạn nói đi đi đeo nữa, phải diêm lại mới được, phải diêm hàng lại, chạy dữ quá không, chạy chưa chưa đã, chạy đèo chưa đã, bạn bạn nữ là chưa chạy đèo chưa đã, còn hỏi có đi đèo nữa không đó, đi hết quá trình đèo quốc lộ 55 luôn á, đèo dài lắm luôn. Ok, nãy em chịu ghé đổ xăng không sao, mình lên trên kia mình đổ, mình ghé ngay thuốc trên kia nó có cái xăng mũi tàu mình vô đổ. Tại cái đèo nó đường nó dài á, đèo nó dài mình chạy nó sẽ hao xăng rất nhiều, tại thứ nhất là mình chạy chạy ô đi ợp tại số 3 à, nó sẽ ghi máy rất nhiều, nó mạnh mẽ hơn à, phải trải nghiệm nhỉ. Cái đường này mà khúc ở ngay chỗ kia mà nó làm đẹp, nó chỉ có 2-3 cây số thôi bạn, mà nó xấu. Nó xấu nhưng mà nó xấu nó vừa đủ nhìn thôi chứ không phải là xấu lại. Đường nãy mà nó đẹp giống như này là nó hoàn hiện luôn, nó thẳng luôn. Nếu mà nó có khúc hồi nãy chút xíu từ giao nhau giữa hai huyện, hai tỉnh. Nó mà nó hoàn thiện giống như cái đường này, đường này là cực kỳ tuyệt vời luôn đối với quốc lộ 55 này để đi ra Đà Lạt. Tuy con đường xa hơn nhưng mà thực chất cái quãng đường nó rút thời gian nó sẽ ngắn. Để né những cái khi nào mà bên quốc lộ 20 bị kẹt xe hoặc đèo Bảo Lộc hay là có đèo Chuối hay là khúc bên Đồng Nai bị kẹt. Đường đông luôn ha, con lành. Đứng xin. Đứng học luôn á. Có thể nếu mà mặc đồ lính á. Đồ đó là đồ nhập anh lên Phúc Hồng chứ không phải. Nên mà nhấp kia cái này nó về. Có phương tràn nữa nè, không được ước nữa ha. Bây giờ ai cũng nói vụ hình bữa hình lê ấy. Đúng rồi. Hình bữa tốt mà tại do tài xế thôi. Chứ đúng ra Thành Bưởi dịch vụ nó tốt, nó lâu đời. Như hai anh Thành Lê con của Thành Bưởi ra thôi phục vụ. Giờ cạnh tranh nhau mà ai mà muốn chuẩn bị sắp chết anh đè cho nhấn nước chết luôn. Tới vậy thầy. Nhiều cái cạnh tranh nhau lắm. Nói gì mày nhấn nước ghê vậy? Bình thường. Ủa mày mới Thành Bưởi mạnh lắm người ta. Mạnh nhưng mà sai luật thì người ta cũng phải điều tra thôi, bắt buộc. Có nhiều người đốc thêm vô thôi, nhưng mà Thành Bưởi người ta vẫn thích. Khách hàng người ta vẫn thích Thành Bưởi hơn. Có vẻ như nó cạnh tranh với Phương Trang. Rồi mình cứ đi thôi. Đây có sao. Mày đèo quá. Mày đèo rồi. Ok mọi người, sau khi mình đã đổ nhiên liệu đầy xong xuôi, mình sẽ đổi tài và tiến hành đi ra quốc lộ 20. Và đặc biệt có nhiều cung đường để các bạn trải nghiệm và lên Đà Lạt. Thì mỗi cung đường nó có một cái khó riêng hoặc là có những cái trải nghiệm riêng. Bạn nào thường hay đi phượt hoặc là muốn trải nghiệm những cung đường mới để sau này các bạn biết nhiều đường hơn và để mà tránh kẹt xe, ví dụ đường này, đường kia, đường nọ, thì các bạn có những cái trải nghiệm thì bắt buộc các bạn phải sử dụng Google Maps giống như mình đây. À, lúc đầu mình cũng không biết, sau này mình sử dụng Google Maps thôi. Cái đó là ông cố nội của xe này, Suzuki đó, thấy không, bền lắm nha, không có giỡn đâu. Ông cố nội ơi, cháu chắc mình né ra bên, ông leo là ông nổi cầu. Rồi đi tiếp, ông đó cũng rảnh lắm, làm thắng luôn á. Mấy Suzuki đó bền lắm nha, chú hàng đó là leo đã lắm á. Mitsubishi nó có cái dòng gì, Jolly á thầy hả? Đúng rồi, Jolly. Cái đó là giống như cái chiếc dây á, chiếc sắt, chiếc dây của tôi với Ê Giang. Nó cạnh tranh mà. Nó cạnh tranh mà. Nhưng mà con này là nếu mà đi mà ổn lắm,
làm cái ba ga mui ở trên ha, rồi giống như bên bán tải á, có cây ngang qua đó có ống thở oxy trên đó luôn, nó là ok luôn. Rồi một chút xíu mình ra phải ra quốc lộ 20 các bạn, các bạn sẽ quẹo phải đi lên Đà Lạt, còn quẹo trái thì các bạn vừa quẹo trái là bạn chạy khoảng một đoạn là mình sẽ đi đèo Bảo Lộc đó, các bạn thấy không, còn những cái tuyến đường lắm. Và đặc biệt nữa, các bạn có thể đi thẳng qua bên ngã tư trên kia, các bạn đi đường quốc lộ 27 để các bạn lên Đà Lạt luôn. Các bạn tin không? Các bạn hãy đón xem đi nha. Chừng nào có nhiều cái trải nghiệm, dù mình đi đường này, đường kia, đường nọ, đường nọ, mình sẽ quay clip cho các bạn coi. Nó nhiều thứ lắm. Nó nhiều cung đường để các bạn đi lắm. Trải nghiệm nhất là đi phượt, những bạn phượt, phượt rất những cái cung đường rất đẹp. Đó. Alo. Vũng Tàu hả? Ngày trong ngày đúng không? Nhắn qua Zalo giùm thầy đi. Để thầy đang lên lên Đà Lạt rồi. Nhắn qua Zalo giùm thầy đi, nói là thầy ơi qua tuần sau có trống ngày nào để bổ túc đi vô Vũng Tàu không? Đó, rồi thầy báo cho nha, tại vì thầy hơi lu bu cái. Rồi mình đá đèn cái mình đá xi nhan trái mình vượt. Rồi. Nói chung là bạn này chạy tốt, mình sẽ cho bạn ấy trải nghiệm cái nào an toàn. Mình không bao giờ kiềm chế người ta đâu. Nhiều khi người ta giống như là ở sau cũng phát sinh, có nhiều khi chạy tốt mà mình cũng cho chút nó xấu chút bị bầm môi sao. Nữ mạnh mẽ là được, cứ chạy miễn sao đừng có sai lực là được. Các bạn chạy tốt, dù bạn có tốt rồi mình sẽ tốt hơn, hoặc là chạy đánh lái được ok ngon lành hết rồi, nhưng mà kỹ năng thiếu thì mình phải chăm chút thêm vậy thôi. Ok mọi người, đó thì mình ra đến đây là mình chuẩn bị vô quốc lộ 20 nha các bạn ha, để mình đi ha. Đó, thấy chưa, đó quốc lộ 20 nè, đó Đồng Nai là bên trái ha, Đà Lạt bên phải nha các bạn, thấy chưa. Rồi. Ok mọi người, mình ra lại rồi. Khúc này lúc trước nó cũng bắn tốc độ nha. Vừa mới xuống dưới kia, nếu mà bên trái các bạn quẹo xuống, các bạn chạy thẳng chút xíu là có ngay chỗ trà Tam Châu. 50 em gà thắng lại bớt. Gà thắng lại bớt cho thầy. Lẹ. Và đặc biệt cái vạch này là mình được phép lấn làn đường qua nha. Bên mình lấn qua bên trái được nha em. Còn bên kia là không được lấn qua nha. Nhớ nha, 50 giùm thầy nha. Khúc này dưới có giao thông nha. Cẩn thận, mình ra mình chưa biết đúng không, mình chưa biết là nó ngoài là trong hay là ngoài, thì các bạn cứ đi theo xe trước là được. Rồi thôi mình sẽ ngừng cái clip ở đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn. Cái đó mình nhường cho người ta cũng được, tại vì người ta đang ra nó chết xuống. Ok mọi người, rồi bye bye cả nhà thôi. Sài Gòn Đà Lạt thẳng tiến.